Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang với những tin tức đáng chú ý diễn ra tại các địa phương trong tỉnh. Ngày 3 tháng 3, đồn biên phòng 185 Bạch Đích, huyện Yên Minh tổ chức tọa đàm kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng và kỷ niệm 26 năm biên phòng toàn dân. Buổi tọa đàm đã dành thời gian để ôn lại chặng đường lịch sử 56 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của bộ đội biên phòng Việt Nam và 26 năm ngày biên phòng toàn dân. Trong đó nhấn mạnh ý chí cuột cường, bất khuất, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của bộ đội biên phòng Việt Nam qua các thời kỳ. Từ đó viết nên những trang sử hào hùng của lực lượng. Phát huy truyền thống vẻ vang của người chiến sĩ biên phòng, những năm qua, cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Bạch Đích, huyện Yên Minh luôn đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chủ động, tích cực trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự cũng như phát triển kinh tế xã hội. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn giữ vững và ổn định, đời sống của nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới ngày càng cải thiện, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Dịp này, các đại biểu về dự đã bày tỏ tình cảm sâu sắc nhất đối với tập thể cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bạch Đích, đồng thời đóng góp ý kiến vào việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là khu vực biên giới trong thời gian tới. Trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng huyện Xín Mần đã khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ huấn luyện, thường trực sẵn sàng chiến đấu. Qua công tác nắm tình hình, đã tổ chức nhiều lượt tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, cảnh cáo nhiều trường hợp xâm phạm chủ quyền vùng biên, xử lý hàng trăm vụ buôn lậu, gian lận thương mại. Những thành tích trên đã góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới của huyện Xín Mần. Tại lễ kỷ niệm, thay mặt huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Xin Văn Đức, phó bí thư thường trực huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí phó bí thư huyện ủy nhấn mạnh, những thành tích trên đã góp phần quan trọng đảm bảo thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống và làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, xây dựng huyện Xín Mần ngày càng giàu mạnh. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, lực lượng bộ đội biên phòng huyện cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, nhất là nghị quyết hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, tập trung xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng huyện vững mạnh toàn diện cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức, có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Với đồn biên phòng Đồng Văn, ngay từ đầu ngày thành lập tới nay, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục khó khăn gian khổ, cùng đồng bào các dân tộc trên địa bàn củng cố cơ sở kinh tế, ổn định đời sống, từng bước xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thấm nhuần khẩu hiệu, đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Qua 26 năm thực hiện ngày biên phòng toàn dân, đồn biên phòng Đồng Văn cùng chính quyền địa phương, các đơn vị kết nghĩa, các già làng, trưởng bản đã phát huy sức mạnh của toàn đảng, toàn dân và toàn quân trong quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự trên khu vực biên phòng. Tại buổi tọa đàm, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn đã tổng kết một năm thực hiện chỉ thị 39 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang về phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự xóm bản, khu vực biên giới. Qua đó, khen thưởng cho 2 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện lời dạy của Bác, vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải trồng người. Sáng ngày 3 tháng 3, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang đã tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Ất Mùi 2015 với phong trào Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tết trồng cây năm nay phường Quang Trung phát động, mỗi cán bộ, người dân trong phường tham gia trồng ít nhất một cây xanh và phấn đấu trồng được 10 hectare rừng trong năm 2015. Được biết, trong năm 2014 vừa qua, phường Quang Trung đã trồng được trên 20.000 cây xanh và cây ăn quả với diện tích trên 13,2 hectare. Với phong trào Tết trồng cây do Bác phát động đã ngày càng được nhân rộng và được lớp lớp các thế hệ tiếp bước làm theo. Hàng năm trên địa bàn phường Quang Trung, cán bộ và nhân dân đã trồng được nhiều cây xanh, góp phần bảo vệ cải thiện môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như làm cho cảnh quan thêm xanh hơn, đẹp hơn. Qua ngày Tết trồng cây hôm nay, mỗi người dân, tổ dân phố trên địa bàn phường sẽ tích cực tham gia trồng cây ngay tại gia đình, tại các điểm công cộng, khu vực ven sông và nhiều địa điểm được phường lựa chọn.
hòa trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân Ất Mùi 2015. Sáng ngày 3 tháng 3, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Sau bài phát động Tết trồng cây xuân Ất Mùi năm 2015 của đồng chí lãnh đạo xã, các đại biểu đã cùng nhau tham gia trồng trên 400 cây quế tại vườn đồi thôn Thượng để phấn đấu trồng rừng, đạt và vượt kế hoạch được giao. Chính quyền xã đã phát động, kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và bà con nhân dân tích cực tham gia trồng cây với khẩu hiệu mỗi người trồng và chăm sóc thật tốt ít nhất một cây để giữ cảnh quan môi trường của địa phương luôn xanh, sạch, đẹp và bảo vệ môi trường. Xã Bằng Lang, huyện Quang Bình là xã có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nông lâm nghiệp. Với địa thế địa hình chủ yếu là đồi núi đất, thích hợp trong việc trồng các loại cây như keo, bồ đề, quế. Hiện nay, xã đã và đang tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng mô hình cải tạo vườn đồi tạp gắn với xây dựng nông thôn mới và trồng rừng kinh tế. Vì vậy, diện tích rừng trồng mới của xã đã tăng lên đáng kể. Năm 2014, toàn xã trồng được trên 47 ha rừng. Trong năm 2015, xã đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành trồng 420 ha rừng theo kế hoạch được giao. Xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2015. Đến nay, xã Ngọc Đường đã đạt 15 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, còn 4 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí về giao thông, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí y tế và tiêu chí môi trường. Theo kế hoạch năm 2015, bên cạnh giữ vững và phát huy các tiêu chí đã đạt, xã Ngọc Đường sẽ huy động tổng lực hoàn thành các tiêu chí còn lại để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá tình hình thuận lợi khó khăn, nêu ra các biện pháp, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Thái Sơn yêu cầu xã tiếp thu các ý kiến đóng góp để bổ sung vào kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2015. Đồng thời cả hệ thống chính trị của xã phải vào cuộc, tập trung thực hiện tốt một số nội dung như đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về nông thôn mới, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh toàn diện phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, trong đó cần tập trung toàn lực để hoàn thành 4 tiêu chí còn lại. Đồng thời phải chú trọng việc giữ vững và phát huy 15 tiêu chí đã đạt để đảm bảo tính bền vững. Ngày 3 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang đã tổ chức lễ phát động đoạn đường phụ nữ tự quản tại thôn Minh Tường. Đến dự có lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, cấp ủy chính quyền địa phương. Buổi lễ phát động đã thu hút đông đảo các hội viên phụ nữ thôn Minh Tường đến tham gia. Đây là hoạt động thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Ngọc, tạo khí thế cho các hội viên của hội tham gia học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương cũng như phát triển kinh tế gia đình. Ngay sau lễ phát động, các chi hội trưởng phụ nữ trong xã và hội viên phụ nữ thôn Minh Tường đã tham gia quét dọn, phát cỏ đoạn đường quốc lộ 279 và các đoạn đường làng, ngõ xóm trong thôn. Thông qua hoạt động lần này, tạo khí thế vui tươi sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội phụ nữ do các cấp phát động, đặc biệt là phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới gắn liền với cuộc vận động gia đình thực hiện 503 sạch tại địa phương. Đây cũng là lời kêu gọi toàn thể hội viên trong chi hội chỉnh trang đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp để bảo vệ môi trường và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong địa bàn. Cùng với các địa phương trong toàn huyện, những ngày này, bà con nông dân xã Bạch Đích, huyện Yên Minh đang khẩn trương xuống đồng, đẩy nhanh tiến độ làm đất để chuẩn bị gieo cấy lúa xuân. Vụ xuân năm nay, toàn xã sẽ gieo cấy trên 40 ha lúa xuân. Với việc thực hiện thành công thí điểm giống lúa chất lượng cao từ vụ trước, năm nay, với sự hỗ trợ giá giống của huyện, phần lớn diện tích lúa xuân của xã sẽ được gieo trồng giống lúa chất lượng cao DS1. Để đảm bảo đủ giống phục vụ gieo cấy, bà con nông dân trong xã đã chăm sóc tốt diện tích mạ được gieo, phủ ni lông để giữ ấm cho cây mạ, chủ động lấy nước vào đồng ruộng, làm đất và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để gieo cấy lúa xuân. Những năm gần đây, bà con nông dân trên địa bàn xã Bạch Đích, huyện Yên Minh đã ứng dụng mạnh cơ giới hóa vào sản xuất. Số lượng máy cày trên địa bàn xã tăng lên theo từng năm, giúp cho sản xuất nông nghiệp có nhiều thuận lợi hơn. Hiện nay, cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ làm đất để gieo cấy lúa xuân kịp thời vụ. Tranh thủ những ngày thời tiết nắng ráo vừa qua, bà con nông dân xã Yên Phong, huyện Bắc Mê khẩn trương làm đất gieo cấy lúa vụ xuân năm 2015. Xác định lúa nước là cây lương thực chính trong xóa nghèo, ổn định lương thực tại chỗ cho nhân dân. Cùng với đầu tư xây dựng công trình thủy lợi đảm bảo nước tưới, xã Yên Phong tích cực vận động bà con đẩy mạnh phong trào khai hoang, phục hóa những diện tích bỏ hoang, khu vực gần nguồn nước để tăng diện tích gieo cấy. Vụ đông xuân này, xã phấn đấu gieo cấy đạt 48 ha, tập trung ở các thôn Bản Lầng, Bản Đuốc và Bản Tắn.
giống lúa chủ đạo là Tam Nông và giống lúa thuần Thái Bình. Đây là giống lúa thích nghi với khí hậu điều kiện canh tác ở địa phương. Trên cơ sở đó, xã đã lên kế hoạch chủ động sản xuất ngay từ đầu vụ gắn với kế hoạch chung của huyện, hướng dẫn bà con nông dân tuân thủ quy trình làm đất, xuống giống, kỹ thuật chăm sóc, nắm chắc diễn biến sâu bệnh và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời. Đến thời điểm này, toàn xã Yên Phong, huyện Bắc Mê đã hoàn thành việc gieo mạ, làm đất 100%, gieo cấy được khoảng 60% diện tích, phấn đấu trung tuần tháng 3 sẽ cấy xong vụ xuân. Tại thôn Cầu Thủy, thị trấn Việt Quang, Hội nông dân thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang vừa tổ chức đêm văn nghệ chào mừng đại hội đảng các cấp và kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Tại đêm văn nghệ, các ca sĩ không chuyên của 14 tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Việt Quang đã lựa chọn nhiều tiết mục, đơn ca, tốp ca và các tiết mục múa hát với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Đây cũng là hoạt động giao lưu văn hóa thường niên của các đội văn nghệ của các tổ dân phố thị trấn Việt Quang trong các dịp chào mừng đại hội đảng các cấp và các sự kiện của đất nước. Thông qua giao lưu văn nghệ đã thu đông đảo bà con nông dân đến xem và cổ vũ. Buổi giao lưu văn nghệ là món ăn tinh thần động viên nhân dân thôn Cầu Thủy nói riêng và nhân dân thị trấn Việt Quang nói chung hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Sau 3 năm nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, phong trào xây dựng nông thôn mới đang được triển khai sâu rộng đến các xã thị trấn trên địa bàn huyện Quản Bạ, làm cho bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Gia đình chị Lý Thị Tiến, thôn Thống Nhất, xã Đông Hà là một trong những hộ gia đình đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ khi được các cấp chính quyền vận động, tuyên truyền, gia đình đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, đóng góp ngày công, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, chung tay xây dựng nông thôn mới. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và hưởng thụ, huyện Quản Bạ xác định sự hài lòng của người dân là động lực thúc đẩy cho quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Từ khi bắt đầu triển khai thực hiện, ban chỉ đạo và chính quyền các xã đều coi trọng công tác tuyên truyền, vận động là yếu tố quyết định thành công. Sau 3 năm xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã huy động được 37 đơn vị và công chức viên chức người dân ủng hộ được trên 744 triệu đồng, hiến 19.395 m2 đất, đóng góp 29.344 ngày công lao động, làm được trên 12 km đường bê tông. Đến nay đã có 3 xã, Đông Hà đạt 18 trên 19 tiêu chí, Quyết Tiến đạt 8 trên 19 tiêu chí, xã Quản Bạ đạt 7 trên 19 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 3 đến 5 tiêu chí. Riêng xã Đông Hà phấn đấu hoàn thành đủ các chỉ tiêu để xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào quý 1 năm 2015. Sang quý 1 năm 2015, chúng tôi sẽ quyết tâm, bây giờ chỉ còn cái tiêu chí môi trường, là sẽ quyết tâm là hoàn thành trong quý 1 năm 2015 để được công nhận vào cái xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xác định xây dựng nông thôn mới phải gắn với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là giải pháp mang tính bền vững trong triển khai thực hiện. Do đó, huyện tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế ở mỗi địa phương, có các cơ chế chính sách kịp thời để hỗ trợ, khuyến khích nông dân phát triển sản xuất. Diện mạo nông thôn mới ở Quản Bạ thay đổi chính là nhờ sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận, nhất trí của các đoàn thể nhân dân. Từ những nỗ lực ở cơ sở, huyện đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 25%. Thì ngay từ đầu năm, thì Ban Thường vụ, rồi Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đã có cái chương trình, có cái kế hoạch rất cụ thể, ưu tiên nguồn lực, dồn nguồn lực vào tập trung cho những nội dung, tức là còn 6 cái tiêu chí với 18 cái nội dung là chưa hoàn thành, thì tập trung vào làm rõ là từng quý một là hoàn thành cái tiêu chí nào. Đến nay chúng ta khẳng định là xã Đông Hà đã hoàn thành 19 trên 19 cái tiêu chí và đang làm các cái thủ tục theo quy định và đề nghị huyện, đề nghị với tỉnh để tới thẩm định là công nhận xã Đông Hà là một trong 3 xã điểm của huyện Quản Bạ được công nhận là xã điểm nông thôn mới vào quý 1 năm 2015. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, nhất là phát huy vai trò chủ thể của người dân, tin rằng Quản Bạ sẽ hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã đề ra để nông thôn phát triển bền vững và quê hương ngày càng khởi sắc.
Bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang tới đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.